Đài truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN và tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đồng loạt đưa tin theo phê chuẩn của Quốc vụ viện Trung Quốc. Quốc gia này vừa thành lập cái gọi là quyển Nam Sa và Tây Sa thuộc thành phố Tam Sa, đơn vị hành chính mà Trung Quốc lập ra tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Theo Đài truyền hình toàn cầu Trung Quốc, Bộ Nội vụ Trung Quốc ra thông báo Quốc viện nước này mới đây đã phê chuẩn thành lập hai huyện đảo Tây Sa và Nam Sa. Tây Sa và Nam Sa là tên Trung Quốc dùng lần lượt để gọi quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cũng theo Đài truyền hình toàn cầu Trung Quốc, huyện Tây Sa quản lý quần đảo Hoàng Sa cùng các vùng biển xung quanh và chính quyền huyện đặt ở đảo Phú Lâm. Còn huyện Nam Sa quản lý quần đảo Trường Sa cùng vùng biển xung quanh và chính quyền đặt ở đá Chữ Thập. Đây là một trong 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp. Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là thành phố Tam Sa, nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hồi cuối tháng 3, Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc. Đặc biệt, hồi đầu tháng 4, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ đã lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc dừng những hành động khiêu khích nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các nước đang tranh chấp, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đang tập trung mọi nguồn lực đối phó với dịch COVID-19. Thưa quý vị, trước thông tin tàu Hải Dương Địa chất 8 cùng tàu Hải Cảnh Hộ Tống của Trung Quốc đã quay lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trả lời báo chí thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo sát hoạt động của tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8. Năm ngoái thì cũng con tàu này đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam EEZ. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên án về hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Vụ điều tàu khảo sát lần này nằm trong một chuỗi các hành động hung hăng của Trung Quốc vài tháng nay, giữa bối cảnh toàn cầu đang dồn sự tập trung vào việc chống lại dịch bệnh COVID-19. Ngày 2 tháng 4, Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 23 tháng 3, Tân Hoa Xã cũng công bố việc Trung Quốc xây dựng hai trạm nghiên cứu tại khu vực đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước đó nữa, vào ngày 16 tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý cũng khiến dư luận sục sôi khi thừa cơ hội ủng hộ nước Ý chống dịch để đăng tải bức tranh vẽ đường lưỡi bò phi pháp ở Biển Đông. Thêm vào đó, khi đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 quay lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đồng thời công bố thông tin tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh tiến vào Biển Đông để tổ chức tập trận, không nói rõ thời gian và địa điểm. Vâng, giữa lúc toàn cầu đang tập trung toàn lực vào việc chống lại dịch COVID-19 thì Trung Quốc lại có những hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, từ đâm chìm một tàu cá Việt Nam hay cho tàu Hải Dương Địa chất 8 đi vào vùng biển đặc quyền của Việt Nam. Những diễn biến phức tạp này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân Việt Nam trên Biển Đông? Phóng viên VTC16 đã có cuộc phỏng vấn nóng với ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam ngay trong chiều nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam đã đồng ý tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay chúng tôi muốn hỏi ông đó là cái thông tin về việc tàu Hải Dương Địa chất 8 cùng với nhóm tàu Hải Cảnh Hộ Tống quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì có tác động như thế nào tới việc khai thác của ngư dân Việt Nam ạ? Hoạt động của con tàu này thì đã là vi phạm pháp luật Việt Nam rồi. Nói về nghề cá thì toàn bộ cái khu vực đó không cho tàu cá Việt Nam hoạt động, gây cản trở còn nhiều khi là gây nguy hiểm. Thì rõ ràng là ảnh hưởng đến cái hoạt động là kinh tế bình thường của ngư dân trên vùng biển, đặc quyền kinh tế của Việt Nam là nguy hiểm. Thế tuy nhiên thì hiện tại nắm thông tin chưa biết cái điểm dừng và điểm hoạt động của cái tàu HDNA này là tọa độ nào. Vâng, thưa ông, nhìn lại thì chúng ta có thể thấy rằng là đây không phải lần đầu tiên tàu Trung Quốc cố ý đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Vậy thì đằng sau điều này là gì ạ? Thì chúng tôi cho rằng đấy là những hành động lặp đi lặp lại có chủ đích nhằm khẳng định cái tuyên bố của Trung Quốc, đó là vùng biển của Trung Quốc. Chúng tôi thấy rằng chính phủ Việt Nam vừa qua đã có công hàm phản đối hai cái công hàm của Trung Quốc đối với Philippines vừa qua, tuyên bố rất là mạnh mẽ ra khẳng định chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa, chứng minh để Trung Quốc thấy rằng không phải cứ có những cái hành động như thế mà được coi như là người ta suy nghĩ rằng là ông đang bảo vệ chủ quyền của các ông. Vâng, sau vụ Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam thì Hội Nghề cá đã có những hành động cụ thể như thế nào để đòi lại quyền lợi cũng như là bảo vệ lợi ích cho ngư dân thưa ông? Nhà phát ngôn Bộ Ngoại giao của chúng ta cũng đã tuyên bố rồi, yêu cầu bồi thường và kiểm điểm trách nhiệm ngay, truy cứu trách nhiệm ngay những người gây ra cái việc này. Tuy nhiên là Trung Quốc
chưa có làm gì cả. Tôi cũng có báo cáo chính phủ rồi cũng như là gửi cái văn bản xuống địa phương và các tỉnh hội kêu gọi cho ngư dân đoàn kết với nhau là ủng hộ giúp đỡ để gỡ khó khăn cho những người bị tai nạn như thế kịp thời hơn. Vâng, với những diễn biến mới như hiện nay thì theo ông, ngư dân của chúng ta cần có những hành động như thế nào để có thể bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời có những hành động tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế? Bà con ngư dân cứ thế là đánh cá theo luật, tuân thủ luật pháp quốc tế, không vi phạm vùng biển của các nước khác. Bà con nên có cái đi đánh theo đoàn, theo đội, có gì để hỗ trợ lẫn nhau. Vâng, xin được cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi.